Hello cả nhà, hôm nay mời cả nhà đi theo vợ chồng mình hôm nay cuối tuần mình không có nấu cơm, mình đi ăn bún mắm nha cả nhà. Mời cả nhà theo chân vợ chồng mình đi ăn bún mắm nha. Ở đây thì bây giờ mình bắt đầu đi nha. Trời Melbourne hôm nay cũng dần vô lạnh rồi cả nhà. Bây giờ thì vợ chồng em sẽ tạt qua bên đây là Kayla Down đi bút trường học bơi cho con. Tại bữa giờ bút cho con nó bơi mà trời chuyển vô lạnh cho nên nhỏ nó cứ cảm hoài. Em ngưng lại, em không có cho đi nữa. Bây giờ cháu nó khỏe rồi cho nên là đi lại hỏi lịch lại để cho cháu đi học bơi trở lại đó cả nhà. Ở đây hôm nay Melbourne thì có được một ngày trời rất là đẹp. Người ta đi ra park, người ta chơi, người ta chợt dán trợt, rồi người thì đạp xe. Tùy theo mỗi người có một cái cách để mà người ta exercise. Ở đây thì vợ chồng em đậu park ở đây và mình chuẩn bị để đi vô để hỏi về cái license cho thằng Boy. Bà bắt đầu cho Boy đi học bơi trở lại. Vì bữa giờ mà thời tiết Melbourne thì dễ làm cho con nít dễ có suyễn lắm cả nhà. Cho nên là cho cháu nó đi bơi lại để cho nó có một cái sức khỏe và cái hơi thở nó sâu hơn. Rồi bây giờ thì bắt đầu mình tiếp tục trên con đường mình chạy tới cái chỗ ăn bún mắm nha cả nhà. Ở đây thì Melbourne hôm nay thời tiết rất rất là trong lành và rất là đẹp. Cũng vắng tại vì hôm nay là vô cuối tuần, mọi người có thể người ta sẽ đi chợ đi chơi, nên con đường cuối tuần thường hay vắng hơn là thường cái đường thường ngày. Đường thường ngày thì đường này rất là chiều, ngay tầm đi về hoặc là đi làm rất là kẹt xe luôn á cả nhà. Mình thích đi vào những ngày cuối tuần để ngắm những ngôi nhà, những con đường mây nước trong xanh này nọ, với cái thiên nhiên yên bình lắm á cả nhà. Mà hôm nay lại là thời tiết Melbourne là cực kỳ đẹp, không có quá lạnh, cũng không có bị gió, không có giông, cho nên là ấm áp, mình rất là thích hợp cho mình với mấy đứa nhỏ đi ra ngoài chơi. Tại bữa giờ Melbourne cứ đổi thời tiết hoài làm cho mấy đứa nhỏ nó không có khỏe. Thì bây giờ mình cũng đã tới cái vùng Kylie rồi cả nhà. Ở trong Kylie Shopping Mall thì sẽ có một cái nhà hàng, ở trong đó bán á, mình thấy bún mắm rất là ngon luôn á cả nhà. Hôm nay mình đã ăn rồi với bạn rồi, hôm nay mình thấy ngon nên mình rủ ông xã đãi cho ông xã ăn bún mắm nha. Ở trong đây thì có nhiều món rất là ngon, con mình ăn cơm này nọ. Đối với khẩu vị gia đình của mình thì mình thấy cũng khá là hợp khẩu vị và bán trưng bày thì cũng rất là đẹp. Nhưng mà mình lại thích bún mắm cho nên là mỗi lần đi ra ngoài á, mình thường hay ăn bún. Không bún riêu thì cũng bún mắm chứ mình không có thích ăn cơm này nọ, tại vì trong tuần mình đi làm mình cũng đã ăn cơm nhiều cơm rồi, cho nên là ngày mà mình đi ra ngoài cuối tuần thường mình không có nấu cơm, mình đi ra ngoài mình ăn uống. Nhưng mà mình có ra ngoài thì mình cũng kiếm bún mình ăn rồi cả nhà, mình hoặc là mình ăn những cái món như bánh canh này nọ chứ mình không có ăn cơm, mình ngán cơm lắm. Và mình đã tìm ăn nhiều chỗ bún mắm lắm, cũng chỗ nào cũng ăn được cả nhà. Cũng đối với mình thì mình không có chê là chỗ nào ngon chỗ nào dở, đối với mình thì chỗ nào cũng ngon hết, mỗi chỗ ngon cái vị khác nhau. Nhưng mà theo mình bị thấy thì chỗ này ngon, cũng nước mắm thì đậm đà cũng thơm ngon lắm cả nhà. Nếu cả nhà có đi ngang thì ghé vô trải nghiệm ăn thử coi như thế nào, có hợp với khẩu vị gia đình của mình không nha. Mình cũng vô tình thôi tại vì ở đây cũng quen rồi, đi cũng thường nhiều lần, nhưng mà có điều nhiều khi không có để ý tới nên không có vô. Nơi cho hôm bữa là mình đi với bạn, bạn mình dắt mình vô và đãi mình ăn thì mình ngỡ ngàng là bây giờ ở trong đây lại ngon, có nhà hàng này nọ, ăn uống ở trong đây cũng rất là tiện. Kế bên thì cũng có shop tàu cho mình mua chút xíu rau cải, nhiều khi mình có bị kẹt không có chạy ra shop được thì mình cũng như mình ghé qua mình mua cũng tiện. Và có những cũng có shop quần áo, có tiệm lô tô, có camera, có chút xíu bán đồ mỹ phẩm, có shop chè, tiệm giặt này nó cũng tiện lắm cả nhà. Nếu ai ở dùng Kylie thì rất là tiện luôn. Còn ai mà đi ngang tảng ngang giống như mình á, thì cũng tiện. Nhiều khi mình vô mình ăn uống cái mình sẵn mình mua vô khâu mua đồ cho con đi học luôn thì cũng được, khỏi mất công chạy ra ngoài Greenbank hay là chạy về khu của mình. Ở đây thì ông xã của mình, ông cũng mới vừa ăn thêm một món rồi đó cả nhà. Bắt đầu là chuẩn bị là món thứ hai ra tiếp nữa nè. Ăn mới ăn tráng miệng thôi. Bây giờ bắt đầu mình ăn bún mắm nha.
Thì bún mắm là hai vợ chồng mình ăn hai tô bún mắm. Cái này là chỉ một size thôi cả nhà, mà cũng là giá bình thường chứ không không phải cần phải đặc biệt hay là không đặc biệt. Mình thấy nấu ra đều giống nhau mà rất là nhiều luôn. Topping thì nhiều lắm, dĩa rau thì cũng ngon, có bắp chuối. Mà mình thì ăn rau rau trụng chứ rau sống mình bỏ vô, mình sợ cái mắm nó giảm cái độ nóng xuống thì nó sẽ bị tanh. Tại mình với ông xã mình ăn đồ thì ăn rất là nóng, mà ăn hơi ấm ấm là mình ăn không có được. Ăn cái bún mắm là phải cho thiệt là nhiều ớt vô cả nhà. Ở đây thì đúng ra bún mắm phải ăn ớt bằm ha, mà bữa mình cũng quên người ta đưa ớt miếng thì thôi mình ăn ớt miếng. Mình ít có khi nào đòi hỏi người ta, phải cái mắc công người ta đi vô đi ra nhiều lần đó cả nhà, mình cũng thấy tội nghiệp á. Cho nên là mình với ông xã mình tánh cũng dễ, ăn sao cũng được thôi kệ, rồi mình cũng ăn luôn, mình không có phiền người ta nữa. Rồi ở trong này tô bún mắm thì có rất là nhiều heo quay, có mực nè, có cá nè, có tôm. Nhưng mà topping á người ta bỏ cũng nhiều lắm, tính ra là mười mấy đồng tô nhưng mà rất là ngon nha cả nhà, đậm đà lắm mà ngon lắm. Đối với mình là vừa khẩu vị luôn á, nặng miếng chanh. Ai mà ăn đậm đà nữa thì dằn chút xíu nước mắm thôi, nhưng mà đối với vợ chồng mình thấy vừa ăn luôn, không cần phải dầm nước mắm á cả nhà, là khẩu vị vợ chồng mình là cũng đậm đà lắm luôn á, chứ không có ăn lạc đâu. Ở đây là tô của mình, tô nào cũng nhiều hết trơn á, bún nhiều, thịt nhiều, có nhiều heo quay nè, có hai con tôm, có hai miếng cá, hai miếng mực, rè 4-5 miếng heo quay gì đó, mà miếng heo quay cắt cũng to to, cho nên là ăn rất là đáng đồng tiền đó cả nhà. Ở trong đây thì cũng tiện cho mấy người ta local ở trong vùng Khay Lì, cũng tiện cho người ta đi ra đây khỏi phải chạy xa ra ngoài chợ Việt của mình ở ngoài. Nhưng mà đối với dùng ở đây thì mấy anh chị tiện hơn em rất là nhiều, tại vì lâu lâu em mới đi xuống dùng Việt. Chứ mà ở đây thì mấy anh chị cũng tiện, thích ăn ở đây thì ăn, không ăn thì ra chợ Việt ăn. Còn đối với em thì giống như là trong tuần em mới xuống đi chợ, cho nên là ghé vô đây nó cũng ngon, mà ghé ra chợ cũng ngon. Nhưng mà muốn ăn nhiều ngày mà cũng không có thời gian, tại vì cũng phải đi làm á, mà chạy xuống đây thì cũng xa, cũng hơn nửa tiếng một tiếng, cho nên là nhiều khi con cái kẹt xe nữa không có đi được, phải đợi đến cuối tuần mới đi. Thì đi xuống đây mình đi chợ đi búa rồi mình tranh thủ mình ăn luôn, ăn sáng ăn trưa hoặc ăn chiều gì đó tùy theo cái giờ em đi, rồi sau đó là mình mới đi về là phải tiếp tục là dọn dẹp nhà cửa hay là mua đồ chuẩn bị cho con nó ngày sau nó đi học. Cho nên là mình cũng rất là bận rộn luôn á cả nhà. Bây giờ là tới em ăn đây, một cái tô này là em ăn không có hết đâu cả nhà. Nhưng mà rau ngon là phải bỏ rau cho thiệt là nhiều vô, chứ em thấy rau mà không bỏ vô là em uổng, em tiếc lắm, thích ăn rau lắm, thà là bỏ bún bớt nhưng mà không ăn rau là không được nha cả nhà. Ăn cái này nhờ cái rau nhiều. Ở trong đây thì người ta cũng bào chút xíu bắp chuối cho mình, người ta xài cải nồi, có nhiều nơi kêu cải sú, mà để mình làm gỏi gà đó cả nhà, người ta bào mỏng ra người ta trộn chung với bắp chuối. Tại vì bên này rau thì tính ra là cũng hạn chế chứ không có được giống như Việt Nam 100%. Nếu mà cả nhà muốn ăn rau, ăn giá, ăn gì thêm thì cứ kêu người ta đem ra. Còn đối với mình thì nhiêu đây rau là đủ cho hai vợ chồng mình rồi. Ở đây thì nấu được có cái là rất là nóng luôn á cả nhà. Một tô bún là nóng nghi ngút khói luôn á. Hồi nãy giờ em để mà vẫn còn nóng hổi luôn. Ăn là phải thổi hì hục luôn á cả nhà. Nhưng mà đối với lại vợ chồng mình là mình thích như vậy, nóng đến nỗi mà văng vô trong mặt, trong mắt luôn á cả nhà. Cái hơi nó hực lên nóng lắm. Ở đây mà mình ăn là sức mình là mình ăn không hết một tô này đâu. Tại mình ăn thì mình kêu vậy mà mình đã kêu ít bún rồi đó cả nhà. Nếu anh chị nào ăn ít bún á, thì kêu luôn ít bún giống như em vậy nè, mà ra còn thấy nhiều nữa đó. Chứ nếu mà kêu mà một tô bình thường là bảo đảm ăn không hết đâu. Nhưng mà em lại cực kỳ thích ăn bún mắm với bún riêu, đi nơi nào em cũng ăn thử hết đó cả nhà. Nhưng mà chỗ này á, là ăn được, đến nhà là ngon đó cả nhà, chứ không có dở đâu, đậm đà ngon lắm cả nhà, nên trải nghiệm ăn thử đi. Nếu mà ai mà ngại ăn cá, ăn mực á, tại vì người ta cũng xài tôm với mực đông đá, với cá đông đá. Nếu mà cả nhà ngại thì cả nhà ăn heo quay không cũng được. Còn nếu mà ai mà ăn quen rồi thì ở bên mình thì cũng là thường ở nhà mình nấu thì mới có đồ tươi thôi. Chứ ở shop thì người ta cũng phải xài mực đông đá hay mực làm sẵn. Tôm thì tôm thái luộc sẵn, rồi cá thì cũng cá đông đá người ta nấu.
thì nó giống vậy là nó quá ngon rồi, chứ mà nếu mà nói tươi nữa thì chắc không có đâu cả nhà. Ở nhà mình thì mình mua mực tươi, cái lượng tiền nó cũng cao hơn, cái giá trị nó cao hơn. Giờ rốt cuộc là em cũng đá hết một tô rồi đó cả nhà, đá sạch sành xanh một tô luôn rồi đó, no ứ ử luôn, uống thêm ly trà tráng miệng nữa là khỏe re luôn, no tới chiều luôn á cả nhà. Càng ngày ăn là càng thấy mập luôn á, mà không ăn mà tô bún mắm mà ăn không hết thì nó không ngon, ăn là phải ăn nhiệt tình vô. Nếu mà nói mà bún với lại hả cơm là em chọn bún nha, mà ăn bún là em ăn dữ dội lắm, ăn nhiều lắm, mà cơm là em ngồi em bơi bơi hoài bơi không hết đó cả nhà. Ở đây là xong rồi, sau khi mình ăn xong thì ở đây là cái park của Kylie, cái shopping á, ở xung quanh đây có tiệm cà phê, cả nhà có thể ngồi đây uống trà uống cà phê tắm nắng, hoặc là mình mua fish and chip cho con cũng tiện. Cũng có tiệm fish and chip, có tiệm hình như là kebab hay sao á, với lại takeaway, cũng nhiều kha khá đồ ăn đó cả nhà, cũng tiện lắm cho mấy đứa nhỏ. Có tiệm bán hoa tươi rồi, có shop khâu kế bên, có những cái tiệm làm đẹp cắt tóc, tính ra cũng đầy đủ lắm á cả nhà, chứ không có thiếu gì đâu. Vậy nếu mà mình cần cái gì á mà ở đây mà giống như không có, mình tìm không ra thì mình ra chợ ra shop, chứ nếu mà mình linh tinh lắc tắc thì có thể mình mua ở đây được đó cả nhà. Có shop tàu luôn, có rau cải chút xíu nha, mình xẹt ra mình mua bó hành bó rau cũng tiện. Mình thiếu chai nước mắm nước tương mình mua nó cũng tiện lắm á cả nhà. Em thấy ngay chỗ này là hợp lý, rất rất là tiện hơn ở trên em nhiều luôn á. Ở trên em thì lại không có shop tàu, toàn là shop của người Tây với người Ấn Độ không mà, cho nên là em nấu món gì hay làm món gì nó cũng vất vả lắm. Nhiều khi mình đi chợ trong tuần thôi à, đâu có đi cho ngay trong ngày thường, rồi đến mà mình muốn cần đó là đến dần vô cuối tuần là nó bị hết đồ rồi cả nhà. Bây giờ sẵn thấy đẹp quá, vợ chồng em ghé ngang qua Hồ Dịch luôn, sẵn ngay gần đó thì cũng có Hồ Dịch đó cả nhà. Cả nhà có thể tới đó, có Hồ Dịch, có Thiên Nga, có đủ thứ hết đó. Cả nhà có thể cho chim ăn ở đó, hoặc là cả nhà có thể chạy xa đi chơi chút xíu. Ở đây thì em đi theo mấy anh chị đi xuống Budget Mart, có Hồ Dịch ở dưới Budget Mart, đường mình đi xuống hái hái hồng, hái apple, hay là đến mùa dâu, hay đến mùa trái trái đào, thì ở kế bên đây là sẽ có Hồ Dịch cho mình ngắm, mình thư giãn. Mình có bánh mì cũ thì mình đem theo nha cả nhà. Ở đây thì ngày thường á mấy chú Dịch này cũng bị đói dữ lắm, nhưng mà cuối tuần á thì nhiều người tới, là nhiều người cho ăn hơn, cho nên là cả nhà đi á, nếu mà đi cuối tuần cả nhà đem bánh mì hơi kha khá một chút, tại vì ngày thường, chứ em nói lộn, ngày thường mà trong tuần á thì cả nhà đem hơi kha khá chút xíu, tại vì cũng tội nghiệp nó bị đói á. Còn mà cuối tuần á thì cả nhà có đem ít cũng không sao, tại cũng có nhiều người Tây người ta đi phát, người ta cho nó ăn thêm á, cho nên là thấy cũng tội lắm, thấy cưng lắm. Nhiều khi em đem thiếu á, thấy nó đi theo hoài à, mà bỏ bỏ đi về thấy cũng tội tội tiếc, mà mình không cũng không còn ở trên xe nữa, mà chạy rồi xa xớp lắm mới có, nên đành phải đi qua tuần sau hay vài tuần em xuống thì mới cho ăn được. Bây giờ thì cũng dạo quanh một vòng xong rồi, bây giờ vợ chồng em cũng từ đó chạy về. Trên đường chạy về thì cả nhà thấy thành phố Melbourne, cái này là cũng là cái vùng Snow Bình Kylie King Park của Melbourne, mà cả nhà thấy có yên bình không? Đây cả kế bên thì có park, có trường, có đầy đủ hết, không có thiếu gì hết á. Nói chung ở đây là khu người Việt lớn mà, cho nên là mọi thứ cái gì cũng tiện cho mình hết á. Mình không có cần phải chạy xa xôi hay gì, ở đây ra chợ cũng gần lắm cả nhà. Ra chợ Việt cũng có 10 phút à, 5-10 phút là xẹt ra cái là tới rồi. Cho nên là cái mà để mình hưởng thụ ăn uống sau giờ đi làm mệt về, hay là mình mệt quá mình không có nấu đồ ăn, thì mình ra mình ăn tô bún hay gì rất rất là tiện luôn. Còn nếu mà mình muốn đi chợ, muốn nấu cái này cái kia cho gia đình, mình xẹt ra mình mua một chút, mà nếu mình có thiếu mình cũng không có ngại chạy ra lại mình mua. Còn như em là thiếu là chịu trận luôn, tại chạy xuống nữa là xa lắm, mà ở trên em lại không có ai bán hết trơn á cả nhà, cho nên nó bất tiện đủ thứ hết á. Nhiều khi mình nấu cái món đó muốn giống cho người Việt Nam mình này nọ cho đầy đủ, nhưng mà cũng hạn chế cũng không được như ý muốn đâu cả nhà. Tại vì rau sống này nọ ở trên mình thì shop Tây không có bán,
mà shop Ấn Độ lại càng không có bán nữa, cho nên nhiều khi cũng chỉ có hành ngò thôi à, chứ muốn rau sống thì không có, mà mua đầu tuần mà nhiều khi quấn giấy báo đợi đến cuối tuần mình mới nấu món đó, hoặc trong tuần mình canh ngày nào mình đi làm về sớm mình nấu thì rau nó cũng héo từ 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 từ, cho nên là nhiều khi tụi em ở trên đó nấu đồ nhưng mà được cái rau không có được tươi, mà thịt thà thì nó cũng đông đá chứ nó cũng không có được tươi mà xẹt ra mình mua về nấu liền đó cả nhà, phải lấy đông đá ra ngâm á. Thì ở đây em cũng chạy ngang là cái hồ hồi nãy mà em bút cho con nó học bơi đó cả nhà, trên đường em đi về đó, nếu mà anh chị gần đây thì cứ bút cho cháu học nha. Rồi bây giờ em về em bắt đầu nấu cơm chuẩn bị cho ngày mai em đi làm và cho con nó đi học luôn cả nhà. Hồi nãy xuống chợ mua chả mua đồ để làm sandwich cho con ngày mai nó đi học. Giờ mình cũng nấu cơm này nọ để chuẩn bị à, ngày mai là trong xã đem đi làm, giờ bắt đầu cũng tiếp tục lại một tuần mới lại đi làm đó cả nhà. Chả này em mua về em chiên lại để cho tại sợ lạnh bụng á, em chiên lại cho nó thơm ngon trở lại, rồi để rút dầu một chút nữa mình làm bánh mì hay là mình làm bún làm gì đó để mà mình ăn qua ngày mai đó cả nhà. Bây giờ em cũng tới video tới đây em cũng bye bye cả nhà nha. Nếu mà cả nhà có thích cho em xin một like và một subscribe. Và cũng không quên giới thiệu với cả nhà là hả em hái được một mớ sari rất là ngon. Em đem đi ngâm đường, ngào đường để mà mình làm cốc tai Việt Nam uống đó cả nhà. Để nhớ lại hồi xưa mình học ở cổng trường á, mình uống á, cái này là làm nhiều mình bỏ tủ đá, khi nào á, mình uống thì mình lấy ra rồi bắt đầu mình mới pha trái cây này nọ vô. Còn bây giờ em ngâm đường nó ra rồi bắt đầu em đi sơn nó, sơn xong rồi em bỏ tủ lạnh, còn cái nào không ăn thì mình bỏ vô tủ đá nha cả nhà. Còn cái này là em mua được cái trái mít ngon quá vậy em cũng luộc hạt dẻ em luộc luôn. Bỏ thì thấy cũng ổn mà hột mít cũng ngon, nhưng mà ăn cái này xong là mạnh ai nấy chạy đó cả nhà. Chứ mà ăn cái này mà không chạy là mới lạ nha. Nhưng mà ở bên này thì cũng khan hiếm, nhiều khi tới mùa mít mới có ăn chứ không thì cũng không có, cho nên là thôi thì mình cứ ăn đi, nó cũng giống như hột đậu thôi. Ai ăn nhiều gán chịu. Nói giỡn chơi thôi cả nhà. Bye bye cả nhà nha, hẹn cả nhà lại video sau. Thank you cả nhà, bye bye.